Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cây bít 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất tin tức về các sao hàn. Ngày hôm nay có thông tin gì nóng hổi? Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Cuối tháng 9 đầu tháng 10 là khoảng thời gian comeback tích cực của hai nhóm nhạc đến từ YG, Treasure và Blackpink. Sau MV chính thức, hai nhóm đều tham gia các show âm nhạc để quảng bá. Ngày 11 tháng 10, chương trình phát sóng của Inkigayo với dàn live-up xịn xào fan không thể bỏ qua, đặc biệt là Blackpink và Treasure. Tiền bối và hậu bối nhà YG cùng quảng bá tại một show âm nhạc, chứng minh thực lực của nghệ sĩ thuộc ông lớn K-pop. Blackpink đã có sân khấu quảng bá thứ hai cho lớp Sick Girls và Pretty Survey tại chương trình âm nhạc SBS Inkigayo vào ngày 11 tháng 10. Blackpink đã lần lượt biểu diễn hai ca khúc với những bộ outfit khác nhau nhưng vẫn giữ được thần thái, bùng nổ năng lượng cùng khả năng hát live ấn tượng mặc dù vũ đạo khá khó nhằn. Đặc biệt, những góc quay của SBS được đánh giá cao làm tăng thêm sự thu hút khi theo dõi sân khấu biểu diễn của Blackpink. Không chỉ đàn trị tỏa sáng, Treasure cũng chẳng hề lép vế với màn biểu diễn live I Love You. Dù nhóm nhạc đông thành viên nhưng Treasure vẫn thực hiện vũ đạo một cách đồng đều. Dù không thể tranh cúp, song màn biểu diễn cuối cùng cho đợt quảng bá lần này của các chàng trai vẫn xuất sắc. Minh chứng thuyết phục nhất cho thực lực của nghệ sĩ nhà YG chính là việc Blackpink đã giành chiếc cúp đầu tiên. Love Sick Girls đã đánh bại hit của Jay White Park kết hợp với Sunmi cũng như Nunu Nana của Jessie để vươn lên dẫn đầu điểm số. Ca khúc đạt tổng điểm 6.376, cách When We Disco gần 1.000 điểm. Đây chính là cúp âm nhạc đầu tiên mà Blackpink đạt được trong đợt quảng bá Love Sick Girls. Chiến thắng của Blackpink là niềm tự hào của người hâm mộ. Nhìn hình ảnh các cô gái hạnh phúc khi cầm cúp, fan cũng cảm thấy vui mừng. Với chiếc cúp này, Blackpink được trình diễn live không nhạc một lần nữa, chất giọng hệt như thu âm của nhóm khiến khán giả châm trồ. Thấy idol thắng cúp đầu tiên xuất sắc là thế, nhưng fan vẫn không khỏi tức. Lý do là đang tận hưởng màn hát live encore của Blackpink thì tự nhiên nhà đài cắt giữa chừng. Dù chưa thể nghe được trọn vẹn màn encore Love Shiggers, nhưng người nghe vẫn hết lời khen ngợi cho màn hát live của Jennie và Lisa. Còn giờ thì nhà đài hãy nhanh chóng đăng tải nốt màn hát live của Jisoo và Rose đi nào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Kbit 24h. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn được cập nhật nhanh nhất những tin tức hấp dẫn có trong ngày đến từ Kbit 24h nhé.